Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, chân lý này thực ra được sáng tác bởi những nhà bán ngũ cốc ăn sáng. Kết luận này tiếp tục được lặp lại ở một số nghiên cứu nhỏ hơn sau đó, cho thấy vỏ bữa sáng không dẫn đến việc tiêu thụ nhiều calo hơn trong các bữa ăn tiếp theo, và thậm chí không có bữa sáng có thể khiến tổng lượng calo nạp vào của cả ngày giảm xuống. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, chúng ta vẫn thường công nhận điều đó như một chân lý. Rồi đến một câu ngạn ngữ vẫn hay được trích dẫn, hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ hành khất. Tất cả đã được ghim vào đầu chúng ta kể từ khi còn bé, rằng vỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Các lợi ích của bữa ăn sáng được liệt kê bao gồm, tăng cường sự trao đổi chất, giảm cảm giác đói trong suốt cả ngày, cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng quan trọng và giúp bạn tập trung. Nhưng có một sự thật thú vị rằng, trước khi ý tưởng này xuất hiện, bữa sáng vốn là một bữa ăn không mấy quan trọng. Mọi người đã ăn sáng khá tùy tiện, không có một món đồ ăn sáng điển hình nào, và ông bà chúng ta đơn giản là chỉ ăn bất cứ thứ gì họ có hoặc thức ăn thừa từ bữa tối hôm trước. Câu nói bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày thực ra đã được sáng tác bởi James Caleb Jackson và John Harvey Kellogg, hai tín đồ sáng lập giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm để bán ngũ cốc ăn sáng, thứ thực phẩm mà họ phát minh ra vào thế kỷ 19. Lần đầu tiên nó xuất hiện là trên tạp chí Good Health được điều hành bởi Kellogg. Sau đó ngành công nghiệp thịt sông khói tiếp tục nhảy vào phong trào. Họ lại thuyết phục mọi người về tầm quan trọng của việc ăn protein vào buổi sáng. Mà thịt xông khói thì không phải một nguồn protein tốt, biết lịch sử là vậy, nhưng giờ chúng ta phải tự hỏi, liệu bữa sáng có thực sự quan trọng không và nó quan trọng như thế nào? Mặc dù chúng ta thường muốn có một câu trả lời dứt khoát cho mọi vấn đề, nhất là trong lĩnh vực dinh dưỡng, nhưng đáp án câu hỏi đó lại tùy thuộc vào từng người hay chính bản thân bạn. Một phần của vấn đề, đó là những nghiên cứu mà chúng ta có thể dựa vào để trả lời về mối liên quan giữa bữa sáng và béo phì hiện nay đều là nghiên cứu đoàn thể. Dựa vào loại nghiên cứu này, chúng ta có thể thấy được mối liên hệ giữa bữa sáng và hiệu quả duy trì cân nặng hoặc các thông số sức khỏe khác, nhưng chúng không khẳng định được quan hệ nhân quả, có đúng là bữa sáng đã giúp ích hay không. Những nghiên cứu dạng này có thể bị nhiễm thiên kiến, khi những người ăn sáng khỏe mạnh hơn không phải vì bản thân bữa sáng của họ, mà là vì họ quan tâm đến sức khỏe của chính mình trên mọi khía cạnh nên mới nghe theo lời khuyên ăn sáng. Trong vài năm gần đây, một số nhà nghiên cứu đã cố gắng trả lời dứt khoát câu hỏi, ăn sáng có giúp giảm cân hay không? Và để làm được điều đó, họ không chỉ dựa vào nghiên cứu đoàn thể, mà phải làm các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát. Và họ đã tìm thấy điều gì? Trong một nghiên cứu kéo dài 16 tuần được thực hiện vào năm 2014, có 309 người trưởng thành tham gia là những người béo phì, họ được chọn ngẫu nhiên vào hai nhóm, không ăn sáng và ăn sáng. Các nhà khoa học kết luận ăn sáng không có tác dụng giảm cân đối với những người trưởng thành, những người đang bị béo phì và muốn giảm cân. Kết luận này tiếp tục được lặp lại ở một số nghiên cứu nhỏ hơn sau đó, cho thấy vỏ bữa sáng không dẫn đến việc tiêu thụ nhiều calo hơn trong các bữa ăn tiếp theo, và thậm chí không có bữa sáng có thể khiến tổng lượng calo nạp vào của cả ngày giảm xuống.